các Phật tử tu đó theo lời Đức Phật dạy, dù chúng ta tụng kinh nhiều hay ít không quan trọng, nhưng mà căn cứ theo lời dạy Đức Phật mà chúng ta cắt được cái phần nào nghiệp chướng thì chúng ta nhẹ đi phần đó. Cho nên đó, đầu tiên đó, mình cắt được cái tham mà Đức Phật nói là tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn và tham ngủ, tức là năm thứ này. Thì hai cái mà dễ cắt nhất mà Thầy áp dụng trong đời sống tu của Thầy đó là cắt cái tham ăn và tham ngủ. Thầy đã tham ăn và tham ngủ, cho nên đó, lúc bây giờ đó mình mới còn thì giờ, còn thì giờ để mà mình tu học. Thì giờ tu của Thầy là gì? Tức là đọc sách nhiều, lại Phật nhiều, tụng kinh nhiều, chỗ này công đức từ từ sanh ra. Mà cái người đó chỉ lại Phật, tụng kinh và đọc sách đó, thì cái người đó Thầy nói là cái người mà dễ thương nhất trên cuộc đời này. Cho nên người này không làm mất lòng ai nữa hết, ít nhất đó, họ không làm mất lòng ai hết đó. Tại họ chỉ có tụng kinh, chỉ có lại Phật, chỉ có đọc sách thôi, thì cái trường hợp này làm gì mà mất lòng người ta. Đây là trên bước đường tu đó, kinh nghiệm của Thầy đó. Thế đầu tiên chúng ta cắt bớt cái tham ăn và tham ngủ trước. Cho nên lâu ngày rồi cái này đã cắt được rồi, nó trở thành cái thói quen đi. Nên bây giờ đó Thầy trở thành thói quen đó, cứ 2-3 giờ sáng nó tự động nó thức dậy thôi. Những người khác ta có thể ngủ tới 5 giờ, ngủ tới 6 giờ. Nhưng mà Thầy bây giờ quen rồi, mấy chục năm tu hành rồi, tập cái này rồi, cứ 3 giờ khuya là thức dậy. 3 giờ khuya nó tự động thức dậy nữa. Ta nó thức dậy để mình tụng kinh, để mình lại Phật, để mình đọc sách. Thì như vậy trí tuệ mình mở ra chứ, cái này là tu đấy. Ta nó bớt được cái ngủ thì cái trường hợp này đó, mình có thì giờ mình tu nhiều hơn. Chứ còn nếu mà quý vị đó không ngủ rồi đó, tại dụm năm, dụm ba nói hết chuyện này tới chuyện kia thì tạo thêm nghiệp ác này. Cái này rất nguy hiểm. Nhưng mà cái ăn với cái ngủ này đó, Đức Phật đó, nó gắn liền với nhau. Cho nên Đức Phật là bảo mấy thầy đó nên bớt ăn, phải không? Tức là kinh nghiệm Thầy đó, Thầy thấy Đức Phật dạy cái này đó là rất là đúng. Nếu mà chiều quý vị ăn nhiều đó thì tụng kinh lại Phật không được, ngồi thiền cũng không được đó, đọc sách cũng không được, phải không? Nó mệt. Nhưng mà để cho cái bụng mình nó đói, nó trống đó, thì lúc bây giờ đó mình lại Phật cũng không biết mệt, ngồi thiền đó, dễ vào định hơn đó. Đây là trên bước đường tu của Thầy. Cho nên đó, đầu tiên cái người tu này đó, là tập bớt ăn và ngủ. Tại vì bớt ăn nó đi liền với cái chỗ bớt ngủ. Mà cái chỗ bớt ăn này đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta bớt ngủ, mà bớt ngủ này đó chúng ta thực tập được một cái pháp tu rất là quan trọng, tức là thiền. Thiền tức là định. Đây chúng ta tu thiền là cái. Cho nên khi mà chúng ta ăn no bụng rồi đó thì chúng ta ngồi không được. Cái kinh nghiệm Thầy đó, Thầy thấy vậy đó. Cho nên chúng ta ăn no đó thì lúc bây giờ đó máu nó phải dồn xuống để nó tiêu hóa. Cho nên trên đầu chúng ta trống, cho nên đó, chúng ta dễ bị ngủ, dễ bị buồn ngủ nữa. Nhưng mà từ cái chỗ nhịn đói này đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta sẽ không thấy buồn ngủ. Mà không thấy buồn ngủ đó thì lúc bây giờ đó cái tâm chúng ta đó, nó bắt đầu nó sáng lên. Trên chỗ này ta gọi là thiền. Thiền tức là cái tâm sáng lên, ta gọi là thiền. Chứ không phải thiền là chúng ta ngồi như cục đá là thiền, không phải. Điều chỉnh cơ thể rồi, điều chỉnh hơi thở rồi, lúc bây giờ đó giữ được cái tâm yên tĩnh, lúc bây giờ đó cái trí nó sáng lên. Cái này đó là cái tu mà Thầy nói là qua cái màn lọc thứ hai để cho nó sạch cái nghiệp mình ở trong tâm mình đó, là cái hướng về nguồn của mình đó, cái này tu. Cho nên bớt được cái ăn và cái ngủ rồi đó, bớt được hai cái này rồi đó, thì chúng ta lại gia công tu thiền định, gia công lễ Phật, gia công đọc sách, gia công tụng kinh. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lại bước qua một cái thế giới mới của chúng ta là thế giới của tu. Cho nên ta mới có cái cảm giác trên đời này nữa,
ta tưởng là cái đòi hỏi cái nhu cầu nó quá nhiều đi, nhưng mà thực tế không có. Tại sao ta sống được cái này đó thì ta thấy ta gần tới với đạo. Rồi nó còn ba cái khác nữa đó, quý vị có nên tham không? Thành ra tham danh, tham lợi không? Thành ra tham danh, tham lợi với tham, tham tình ái. Đây là ba cái việc mà quan trọng ở người đời chết vào chỗ này. Ta bảo là hết tham danh, tham lợi rồi đến, đến tham tình. Đây là cái ba cái này. Mà bây giờ đó, nếu mà quý vị đó, cái tâm mình nó sáng suốt rồi, nó bình tĩnh rồi đó, thì mình nhìn ra cuộc đời này đó, mình cảm thấy tham danh hay là sợ danh? Đối với Thầy, Thầy nói là sợ danh hơn. Sợ danh hơn, phải không? Ta nên sợ người ta tin tưởng mình mà mình không làm được gì. Cái người tham thì cái trường hợp năng lực thì kém, mà muốn, muốn cái danh mình cao hơn, muốn mọi người kính trọng mình, nhưng mà mình chẳng làm được cái gì cho ai hết, phải không? Muốn làm sao mình có cái địa vị xã hội cao, nhưng mà thực chất mình không có. Đây là cái trường hợp mà của con người. Cho nên cái này đó, người hiểu đạo rồi đó, người ta sợ nữa. Tức là sợ mình làm không được, chứ không sợ người khác không tin mình. Thầy sợ nhất là người ta tin mình mà mình làm không được đó, thì cái này đáng sợ nữa. Cho nên cái khi đó mà mấy thầy giao cho thầy làm cái học viện ở trên đó, ta đã giao cho thầy làm học viện đó, thiệt tình mà nói là thầy sợ. Thầy sợ làm viện trưởng, chứ không phải ham làm viện trưởng. Thầy sợ cái này. Sợ khi mà người ta giao mình, người ta tin tưởng mình mà mình không làm được đó, thì cái này nặng lòng, phải không? Các vị có nghĩ không? Cái này sợ nhất. Cho nên vừa rồi đó, Thầy khánh thành được cái đợt một rồi đó, thì như vậy Thầy cảm thấy nhẹ đi một phần. Tức là ít nhất mình cũng làm được một cái việc nhỏ. Đây là cái bước đầu. Bây giờ đó, nếu mà nghĩ đó, thì thấy thấy cái này cũng nhẹ cho mình đi. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên sợ danh. Danh nó sợ. Vì vậy đó mà ngày xưa đó, ông vua Nghiêu đó, ông đi tìm người hiền để mà ông mời về làm vua. Đó, thì lúc bây giờ đó, ông mới đi tới ông tìm, ông mới thấy được cái ông Sào Phủ hay Hứa Do gì đó. Thành ra ông Hứa Do, phải không? Thành ra ông thấy ông Hứa Do là được mọi người ở trong xã hội này quý trọng hết. Cho nên ông nghĩ rằng cái ông này đó, lên làm vua thì đất nước sẽ thái bình. Cho nên ông tới, ông mời cái ông này về làm vua. Ông này nghe ông vua Nghiêu tới mời mình về làm vua đó, nghe như vậy là sợ khiếp, phải không? Thành ra các vị nghiệm xem, bây giờ người ta mời mình lên làm vua, mừng hay là sợ? Tự thấy mình đâu có khả năng làm vua, mà người ta mời mình làm vua sợ chứ, phải không? Thành giờ ta mời mình ra ứng cử, phải không? Hội đồng nhân dân, ứng cử quốc hội, quý sợ hay mừng? Sợ chứ, phải không? Thành ra người biết nó sợ chứ. Thành ra vừa rồi đó, bây giờ đó thành hội mới đề nghị cho thầy Thanh Phong, cho Hoàng Tổ Thanh Phong ra làm ứng cử đại biểu quốc hội. Tại nên Thượng Tọa Thanh Phong mới tới thưa với thầy, nói thôi Hòa Thượng cho con nghỉ, con sợ quá mà cho con nghỉ, không làm được đâu. Thầy nói bây giờ đó, ở trong Phật giáo người ta đề nghị thầy ra ứng cử mà. Cho nên thầy Thanh Phong mới thưa với thầy, nếu mà giáo hội có đề nghị thầy ra ứng cử đó, thì thầy cũng sẽ làm đơn từ nhiệm, phải không? Mà thiệt, đề nghị ra rồi đó, thì thầy Thanh Phong liền gửi cái đơn xuống ủy ban bầu cử rút tên. Sợ chứ không? Ta nói quý vị được đề cử mừng hay sợ? Thiệt tình mà nói đó, nếu mà ta biết tu ta sợ. Thầy nói là thầy Thanh Phong là cái người biết tu đó. Sợ, ta đề nghị mình nữa sợ. Ta thấy làm được nhiều việc đó, ta đề nghị ra, nhưng mà đề nghị mình thấy mình có làm được không? Mình làm không được thì này đáng sợ. Cho nên này ta sợ danh. Ta nên sợ danh, thấy lợi
cũng sợ. Đức Phật dạy mình cái gì? Nếu hãy là người Phật tử mà tu nữa thì thấy danh, thấy lợi đó, mình không ham nữa. Không ham. Thấy danh, thấy lợi đó, mình có cái cảm giác như là mạt vàng mà rớt vô trong mắt mình vậy. Phải không? Đây là Đức Phật dạy. Thành ra quý vị nghĩ vàng thì quý, phải không? Cái mạt vàng đó, mà nó rớt vô mắt mình đó, thì nguy hiểm vô cùng. Chết rồi, mù luôn. Cho nên mình kẹt vô danh, kẹt vô lợi đó, mình dễ bị mù mắt lắm. Tức là dễ bị si ám lắm, không còn sáng suốt nữa. Cho nên đó, tham đi với chỗ si này. Tại vì quá tham đó, cho nên đó, không biết gì hết. Thành ra dễ chết như không, phải không? Cho nên đó, người xưa họ bảo là nhân tham thầy tắc tử, mà điểu tham thực tức vong, phải không? Con người ấy mà tham tài, tham tiền ấy, là dễ chết vì tiền. Chim ấy mà tham ăn ấy, thì dễ chết vì ăn. Chim không biết tiền, nhưng mà người ta đem xuống, người ta rải lúa thóc đó, thì con chim nó mới xuống lên nó ăn ấy, thì ta dùng lưới ta bắt nó. Con người cũng vậy, lấy danh, lấy lợi mà nhử, mà câu đó thì nó dính vô. Cho nên nhiều người rơi vào chỗ này. Ba cái thứ này, này, danh, lợi và tình này, ba cái này bị người ta câu, kẹt vào cái này nữa, là sẽ si mê. Sẽ si mê. Cho nên cái tham này là đứng đầu, tham, sân và si. Cái này đó, là đầu tiên đó, là quý vị muốn tu đó, thì cái này cắt này trước. Cắt được cái lòng tham, mà lòng tham này thì nhiều lắm, nhưng bây giờ Đức Phật nó cắt được năm thứ này thôi: tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ và tham tình ái. Năm cái anh này đó, cắt bỏ rồi đó, con người mình không lệ thuộc vào cuộc đời này nhiều. Tới chừng đó đó mình thấy gì? Thiệt ra đó, mình nói lên được một câu đó là mình tưởng như là cái này rất cần cho cuộc sống mình nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình hết tham rồi nữa, mình thấy nó không phải là cần nhiều như mình tưởng. Đây là trên bước đường tu. Tại vì chính tất cả những cái này đó, nó ràng buộc mình lại nhiều hơn. Nó ràng buộc mình nhiều hơn. Trên bước đường tu cái chỗ này, cho nên Đức Phật dạy mình. Cho nên các vị thử, khi mà cắt bỏ rồi đó thì thấy nó nhẹ đi, phải không? Thì có người mới nói với thầy thế này, nói bây giờ nếu mà mình cắt bỏ đi, nói thầy tu thì thầy bỏ được, nhưng mà bây giờ con ở nhà mà không có danh, phải không? Người ta xem thường mình, không có lợi, người ta xem thường mình, phải không? Phải không? Nói mà không ăn thì suy dinh dưỡng, phải không? Không ngủ thì lờ đờ. Thầy nói cái nghiệp ông nặng quá rồi, phải không? Còn thêm cái nữa là nếu mà ông lăng nhăng với mấy bà đấy, ông còn chết nữa, phải không? Đủ hết rồi đó. Tham ưa năm món dục này thì địa ngục sẽ mở cửa chờ ông đó. Ông cẩn thận, chuẩn bị để đi đi, phải không? Thế nào cũng vô đây thôi. Đây các Phật tử nghiệm xem. Nhưng mà khi mà mình diệt lòng tham rồi đó, mình thấy nhẹ nhàng. Mình thấy con người mình nhẹ nhàng, không phải mà cần đến cái nhiều như mình nghĩ như vậy. Không cần. Chính từ cái chỗ đó mình mà biết được đây là nghiệp của mình. Cho nên tu Đức Phật dạy mình chuyển nghiệp. Tại tất cả các kinh điển là dạy mình phải chuyển nghiệp trước đi, chứ không phải dạy mình đọc nhiều, tụng nhiều mà được một câu, một chữ thôi. Thì lúc bây giờ đó mình nương theo cái đó, mình tu để mình chuyển cái nghiệp mình đi, thì cái này tốt. Cho nên cái bước ban đầu tiên này đó, là đoạn cái này trước. Đoạn được năm cái thứ này rồi đó, thì cái lệ thuộc xã hội chúng ta không còn nữa. Lệ thuộc xã hội không còn nữa đó, thì như vậy đó là Đức Phật đó là chứng được sơ quả rồi đó. Tức là trở thành người hiền rồi đó, trở thành người tốt rồi đó. Nhưng mà tu mà không trở thành người hiền, người tốt đó, thì chúng ta tu cái gì đi nữa đó, cũng lạc qua con đường của ma.
Cho nên luyện bùa, luyện nhãi, luyện phép gì cái đó, cái này đọa hết. Cho nên làm sao mà mình trở thành con người tốt trên cuộc đời này? Mình không phải những cái lỗi lầm nào hết. Thì cái trường hợp này đó, thì cái bước ban đầu như vậy đó, thì Đức Phật mới chấp nhận mình là đệ tử của Ngài. Gọi là dự lưu, tức là được vào trong trong dòng thánh, được Đức Phật hộ niệm, được Đức Phật công nhận là đệ tử của Ngài. Ta nên trên bước đường tu ta mình. Chứ còn ta còn kẹt vô lòng tham nhiều quá, thì dù ta có van xin, có lại Phật, có cầu khẩn mấy đi nữa, thì cái này cũng không bao giờ Đức Phật công nhận ta. Nếu có thì cái này tà ma, tà ma quỷ quái nó sẽ chi phối trong thân này. Đây, tất cả các Phật tử nên nhớ nhớ cái điểm này trên bước đường tu là căn bản cho này. Đầu tiên từ một con người mà tệ nhất trên cuộc đời này mà tới với Đức Phật thì Thầy nói là dùng cái pháp của Đức Phật để lọc bỏ cái này, tức là gạn lọc mà bỏ được cái lòng tham mình đi. Mà bỏ lòng tham rồi thì sao? Cái thứ hai này nó dễ cho mình rồi, tức là cái sân hận, tức là cái buồn phiền và cái bực tức, cái này sanh ra. Tại cái buồn phiền bực tức của Đức Phật nó là do lòng tham mà nó sanh ra cái này. Nếu mình không tham nữa, mình không ham muốn nữa thì ai làm gì làm, mình đâu bận tâm, phải không? Đấy. Tại vì mình tham danh cho nên lúc bây giờ nó nói động tới mình tức, phải không? Nó động tới mình, xem thường mình tức. Nhưng bây giờ nó mình danh mình cũng không cần, phải không? Mình không cần danh nữa thì lúc bây giờ đó người ta coi mình như thế nào thì cũng mặc ta, chứ mình có giận chứ. Cho nên không giận nữa, phải không? Cho nên trên bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm cái này, cái lòng tham mình hết rồi thì cái sân hận theo đây mất. Bây giờ đó, một số các Phật tử khi mà lớn tuổi rồi đó mà gặp một cái người nhỏ mà họ không nhường mình, họ không kính trọng mình, thì thường thường mình buồn, mình giận, phải không? Thậm chí ở trong nhà mình mà con cháu mình đó, nó làm không vừa ý mình cũng giận nữa. Nhưng bây giờ mình tu rồi, cho nên chuyện này thôi, nó làm theo kiểu của nó. Nó làm theo kiểu của nó, mình tu theo kiểu của mình. Mình đâu có muốn bắt nó làm theo mình, phải không? Không muốn bắt nó làm theo mình thì nó muốn làm gì làm, mình mắc chứ mình giận. Cho nên lúc bây giờ lòng tham cắt rồi thì cái giận này nó dễ bỏ. Mà cái tham giận bỏ rồi đó, thì lúc bây giờ nếu mình đi vào cửa đạo, cái này rất dễ. Đấy. Bắt đầu để mình tu ở trong đạo đó, thì cái phước báo mình đó, nó theo đây nó sanh lần ra. Cái công đức mình nó sanh ra, và trí tuệ mình nó cũng theo đây nó sanh ra. Cái này là cái phần mà căn bản nhất của cái người tu. Ở trình độ mà thấp nhất người ta không phải thực tập cái này. Còn đương nhiên, ở cái trình độ cao hơn, Bồ Tát hay là Phật mà sanh ở đây độ đời đó là tại nghiệp họ không có. Nghiệp họ không có. Phước báo họ lớn cho nên họ sanh ra trên cuộc đời này đó, giống như Đức Phật của mình đó, thì có 32 tướng tốt rồi, 80 vẻ đẹp rồi, văn võ toàn tài rồi. Vị trí trong xã hội cao như vậy, phải không? Cao như vậy thì cái trường hợp này đó, Ngài khởi tu, Ngài thành Phật, cái chuyện đó dễ đó. Còn tất cả chúng ta đó, thì phải từng bước mà đi vô. Cho nên như Thầy ấy, mà đầu tiên là phải cắt bỏ cái tham ăn này trước. Tham ăn xong rồi phải cắt bỏ cái tham ngủ. Tại hồi trước mình ngủ là mình ngủ mê. Nhưng mà bây giờ đó, mình tu lâu rồi đó, thì bây giờ mình ngủ nhưng mà mình không mê nữa, phải không? Cho nên các Phật tử nghiệm cái này xem. Ta nói mình ngủ cũng giống như mình thức, thì cái này gọi là thiền. Thiền là thay cho ngủ. Ta nói mình ngủ nhưng mà mọi việc xảy ra mình biết hết. Thì cái này gọi là ngủ của người tu. Đây là chúng ta tập. Còn hồi nãy mình ngủ là mình ngủ sai, ngủ mê, ngủ như chết vậy, phải không? Ta nói ngủ mà há hốc cái mồm ra, phải không? Ngủ mà gái ầm ầm lên, phải không? Đây là cái trường hợp. Nhưng mà lần lần nữa mình ngủ nhưng mà mình tỉnh thì cái này mình có tu đó. Ta nên muốn như vậy thì cắt bỏ lần, bớt cái ngủ của mình. Thì cái trường hợp này đó là nghiệp
mình giảm. Cho nên mình lọc bớt cái gì mà thô quá, mình lọc bớt. Rồi lần lần tới cái cuối cùng thì mình mới sử dụng cái tia cực tím để chiếu qua tâm. Ta nên sử dụng cái tia cực tím mà chiếu qua tâm mình thì lúc này là Kinh Pháp Hoa, cốt lõi Kinh Pháp Hoa. Tức là Đức Phật nói là Bồ Tát Pháp, giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hữu Niệm. Tức là dạy cho các hàng Bồ Tát những điều bí yếu của Đức Như Lai nữa. Cái này là cuối cùng đấy. Thầy nói dùng cái tia cực tím mà lọc lại một lần nữa đó, thì nước sử dụng được, nước sử dụng ăn uống được, không không bị nhiễm nữa đó. Tức là khử trùng hết rồi đó. Tới cái mức chót mới khử trùng. Thì cái này lên làm Phật, gọi là vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Thì cái này Kinh Pháp Hoa. Thầy nói quý vị đó, tụng Kinh Pháp Hoa mà đọc tới cái câu, phải không? Tức là nói những cái pháp bí yếu để dạy cho các hàng Bồ Tát đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái phẩm tựa ban đầu đó, quý vị có hai lần Đức Phật nói. Đây. Tức là nói Kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Tại là nói Kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Rồi tới cuối cùng chấm dứt cái phẩm tựa đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài Văn Thù Bồ Tát mới nói đó, ta thấy điểm này cùng với xưa kia đồng nhau không khác, cho nên nghĩ rằng Đức Phật sẽ nói Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, dạy cho Bồ Tát những điều bí yếu của các Như Lai. Cái này Thầy nói là tới cuối cùng nữa, là dùng cái tia cực tím mà lọc qua, tức là lọc qua cái này đó để trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là thành Phật. Cho nên Kinh Pháp Hoa người ta gọi là Pháp bí yếu của Đức Như Lai, hay là Phật Thừa, là ta nói như. Mà muốn như vậy đó, là các vị phải gạn lọc cái bước đầu trước. Cho nên mình dùng than, dùng sơ dừa, mình dùng cát, mình dùng sỏi gì đó để gạn lọc bỏ bớt cái này. Rồi tới cuối cùng nữa, mình mới dùng cái này. Dùng tới cái này là coi như xong, phải không? Khi mà thọ trì Kinh Pháp Hoa đó, thì có những người, người ta chuyên mà tụng cái bộ Kinh Pháp Hoa 28 phẩm ấy. Tụng suốt từ ngày này sang ngày khác. Người ta gọi là chuyên trì kinh. Có những người đó thì cứ mỗi chữ như vậy đó thì mỗi lại Kinh Pháp Hoa. Mà lại hết như vậy đó thì tính ra nó là vào khoảng độ chừng 60 mấy ngàn chữ, thì 60 mấy ngàn lại. Thì như vậy có người đó tụng suốt đời mà cũng không có kết quả, là vì không ngộ. Cho nên khi mà đọc về cái lịch sử Thiền Tông thì Thầy mới thấy Pháp Sư Ấn Tông, tức là chuyên thọ trì Kinh Pháp Hoa và chuyên giảng kinh như vậy đó. Nhưng mà Ngài giảng được kinh văn, nhưng mà Ngài không ngộ được cái yếu chỉ của kinh, cho nên không có được giải thoát. Thì khi mà gặp Lục Tổ Huệ Năng á, thì Lục Tổ Huệ Năng là cái người đắc đạo. Cho nên chúng ta hiểu đạo cái chỗ này đó, cái quan trọng nhất là đắc đạo, chứ không phải là cái vấn đề trên kinh văn. Kinh văn là chỉ nương vào kinh thôi để mà tu hành cho đắc đạo. Còn nếu hay chúng ta kẹt vào kinh văn thì chúng ta không đắc đạo được. Nhưng mà Ngài Huệ Năng thì Ngài đắc đạo. Khi Ngài nghe một cái câu kinh của Kinh Kim Cang thôi, bảo là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, một câu thôi. Nhưng mà Ngài ngộ được cái câu đó, thì lúc bây giờ Ngài mới hiểu được Phật Pháp một cách sâu sắc hơn. Cho nên khi nghe được có một câu kinh thôi, nhưng mà ngộ rồi đó, thì Ngài nhìn mọi sự, mọi vật đó, nó sáng suốt rồi. Lúc bây giờ đó, Ngài mới hỏi cái ông cư sĩ mà tụng cái kinh này, tức là tụng Kinh Kim Cang, thì ông kia ông cũng tụng cả đời nhưng mà không hiểu được. Thì bây giờ đó, Ngài Huệ Năng chỉ nghe có một câu và ngộ có một câu đó mà Ngài hiểu hết bộ kinh. Thế nên Ngài mới giải cho cái ông cư sĩ này nghe được. Thì cái ông
cư sĩ này nó thấy Ngài nói hay quá, tức là Ngài chưa tụng kinh, chưa học kinh, nhưng mà Ngài giảng kinh hay quá, cho nên đó, lúc bây giờ đó, ông cư sĩ này mới bảo rằng, bây giờ đó, ông còn một bà mẹ già, thôi ông để tôi nuôi giùm, nuôi hộ cho ông. Thành ra tôi cấp cho ông một cái số tiền này. Ông đi lên Hoàng Mai, mà ông tìm Hoàng Nhẫn Đại Sư để ông học. Rồi sau này ông có thể là làm lợi ích cho đạo nhiều hơn. Cho nên lúc bây giờ đó là Ngài Huệ Năng á, thì lên Hoàng Mai Sơn nghe Tổ Hoàng Nhẫn giảng kinh. Nhưng mà bây giờ đó, Ngài Hoàng Nhẫn giảng kinh đó, thì Ngài Huệ Năng á, là không nghe. Nhưng mà Ngài Huệ Năng chỉ làm cái việc duy nhất á, là giã gạo, gánh nước và bữa củi. Thế nên Ngài Huệ Năng có cái đặc biệt đó. Tức là đi gánh nước và giã gạo với bữa củi thôi. Cho nên ở đây ta bảo là cái người công quả chứ. Cho nên một số các Phật tử mình ngày nay đi vô đây mình cũng công quả. Nhưng mà cái người ngộ đạo đó, họ tu đó, nó khác hơn cái người mà chưa ngộ đạo. Cái công việc làm thường ngày như vậy đó, nhưng mà cái nhìn của Ngài nó khác hơn. Nếu hai ta nhìn bên ngoài đó, thì ta thấy chỉ có một cái là gánh nước, bữa củi và giá gạo làm chuyện bình thường. Nhưng mà đối với Ngài Huệ Năng đó, đây là một cái tu của người ngộ đạo. Cái điểm này điểm đặc biệt các Phật tử này biết. Nên ta đã bảo là tu là cốt cái chỗ ngộ được mà tu, khở thu thì chắc chắn nó là có kết quả. Thì Ngài ngộ rồi Ngài tu thì Ngài tu sao? Thành ra Ngài cũng gánh nước. Ngài cũng gánh nước như tất cả các ông đạo khác cũng đi gánh nước. Xuống dưới suối gánh nước về chùa xài. Đây là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi Ngài gánh nước thì lúc bây giờ đó Ngài nhìn nước, Ngài nhìn cái dòng nước chảy. Mà từ cái chỗ đó Ngài có cái cảm nhận cái dòng nước nó chảy như vậy đó, thì cái dòng tư tưởng của con người, cái dòng trí tuệ của con người nó cũng chảy liên tục. Cho nên nhìn dòng sông thì tất cả đều nhìn hết, nhưng mà ngộ ra được cái pháp để hành, để chứng thì cái trường hợp này nó khác. Cho nên nhìn dòng suối mình cứ thấy nó nước chảy, mình xuống múc lên xài thôi, vô tâm. Nhưng mà Ngài nhìn cái dòng sông như vậy chảy thì Ngài mới nhận ra được. Nhận ra được cái dòng sông hôm nay không phải là dòng sông hôm qua. Nước ngày nay cũng không phải nước ngày hôm qua. Tại nước hôm qua chảy ngang đây đó, thì nó đã ra biển mất rồi. Rồi cái dòng nước này đó, từ đâu nó hiện hữu đây? Nó tới đây. Cho nên từ cái chỗ đó, đó mà người ta bảo là tu đó, thì bây giờ tìm ngược về nguồn. Tức là cái hiện hữu của mình hôm nay ở đây, mình có ở đây. Thì mình nghĩ xa hơn một bước á, thì cái hiện hữu này á, thì ngày mai nó không còn nữa, nhưng mà mình vẫn hiện hữu. Thì như vậy mình hiện hữu với một cái con người mới, phải không? Với một con người mới, với một cái tư tưởng mới, hoàn toàn mới hết. Nhưng mà đa số chúng ta cứ nghĩ con người chúng ta đây là đứng yên vĩnh viễn như thế này. Cái này chúng ta nhận sai. Nên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi hơi thở đó, Đức Phật nói là mình thay đổi luôn. Tức là cái hơi thở của con người trước đã chết rồi, và nhường chỗ cho cái hơi thở của con người mới để hiện hữu. Cho nên lúc bây giờ ta nhận được cái gì? Cái hiện hữu con người nó từ cái hơi thở này. Đó là cái điểm quan trọng nhất mà của người tu và ngộ đạo. Chứ không phải nghĩ con người mình đang sống mãi đâu. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta mới thấy cái ngộ ngày xưa đó với bây giờ đó, khoa học chúng ta thấy đúng. Tại vì
cái tế bào mới sanh ra thì cái tế bào cũ mà chết đi, phải không? Thành một ngày như vậy, một hơi thở như vậy đó, thì nó tiêu diệt bao nhiêu cái tế bào trong cơ thể chúng ta và nó sanh ra bao nhiêu tế bào mới. Nên con người ta mới thay đổi luôn. Cái cuộc sống của con người nó thay đổi luôn, dòng sông cũng thay đổi luôn, cái tư duy con người cũng thay đổi luôn, nó không ngừng lại. Đây là người ngộ đạo. Ta nên nhìn dòng sông rồi nghĩ lại cái dòng sống của con người. Thấy hai cái này giống nhau. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà người ta cố tìm về nguồn. Ta cố tìm về nguồn, xem cái dòng nước này nó phát xuất từ đâu. Đi tìm tận về nguồn của nó. Cái cuộc sống của con người mình đấy, nó phát xuất từ đâu mà nó kéo dài tới đây này. Đây là người ngộ đạo và tu. Thì đương nhiên cái dòng sông mà quý vị tìm á, thì bây giờ mình tìm tới tận nguồn của nó, mình đã hết rồi, phải không? Tới cái chỗ mà phát xuất ra dòng sông á thì hết. Cho nên cái khi mà ở trên núi Thị Vải á, nó có một cái mạch nước mà thầy gọi là mạch nước vĩnh cửu. Quanh năm suốt tháng từ ở trong núi nó cứ chảy ra, nó không bao giờ ngừng. Nó chảy xuống thành dòng suối. Mà mình tìm tới chỗ này mình hết rồi, mình không đi tìm được nữa. Nhưng bây giờ đó, chúng ta tìm tới chỗ tận cùng nguồn, chỗ này nó phát xuất này, thì nó phát xuất từ đất. Từ đất mà nó chảy đây. Mà nếu hay chúng ta đi sâu vào trong đất nữa nữa, thì chúng ta sẽ thấy nó từ đâu nó ra đây. Đây là bảo là đi về nguồn, đi tu tới từ nguồn. Rồi đó, cái dòng sông này á, từ ở trong trong lòng đất này nó chảy ra đó, là dòng nước này rất là trong mà rất là ngọt. Cho nên ngày nay có nhiều người uống trà đó, họ cố đi lên trên đó để họ lấy cái nước này về họ chế trà uống này. Tại cái nước này để mà chế trà uống, cái hương vị của trà nó khác. Đây chúng ta tìm tới chỗ nguồn này rồi. Còn từ đó mà nó chảy xuống tới chân núi thì quý vị biết đó, nó kết hợp với bao nhiêu những cái phù sa cặn bã khác, cho nên cái dòng nước này khác rồi. Đây chúng ta nhìn chúng ta. Thì bây giờ thì chúng ta cũng biết cái nguồn tâm chúng ta cũng vậy. Cái nguồn tâm của chúng ta đó, cái nguồn sống chúng ta đó, Đức Phật nói là từ vô thủy, nó vốn là trong suốt như vậy, nó sáng suốt như vậy đó, nó tốt lành như vậy đó. Nhưng mà đi vào trong sanh tử luân hồi lục đạo này đó, nó giống như cái dòng sông này nó chảy xuống này. Mỗi một kiếp ở trong sanh tử này đó, mỗi một kiếp đó, chúng ta lại kết hợp thêm một số những cái cặn bã mà ở trong trong luân hồi. Thường ở đây ta gọi là ngũ trược. Tại khi mà cái hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời, cái dòng tư tưởng của chúng ta nó đi vào trong cuộc đời này đó, thì ta lại tiếp thu thêm những cái khác mà để ung đúc vào chúng ta, để chúng ta có một cái tư tưởng mới. Cho nên ở chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, lấy cái ngũ trược này mà nuôi dưỡng cái dòng tư tưởng của ta, nuôi dưỡng cái thân của ta. Cho nên như vậy đó thì nghiệp chúng ta mỗi ngày mỗi tăng thôi. Cho nên các Phật tử nghiệm cái này lại là thế. Cái dòng suối từ trên kia chảy xuống, từ phát xuất của nó thì trong, nhưng mà nó về tới ở dưới này rồi đó, thì cái trường hợp này đó, nó đục, nó dơ. 30-40 năm về trước đó, thầy đi về xây dựng cái chùa Quy Nghiêm này, cái dòng sông mà ở bên cạnh mình này, nước nó trong, cá nó lội dưới đó mình nhìn thấy được. Nhưng mà ngày nay dân cư về đây ở đông rồi nữa, thì quý vị biết cái dòng sông này ô nhiễm rồi, các loài thủy tộc khó sống rồi nữa. Cho nên ở trong một cái kiếp luân hồi của con người đó, thì cái nghiệp nó tăng trưởng là như thế đó. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, nhìn dòng sông mà chúng ta nhận ra được cái cuộc sống của con người, để chúng ta phát hiện ra từ chỗ này chúng ta tu. Rồi đó, bây giờ tìm về tới nguồn, tìm tới tận cùng của nó, tới cái chỗ dòng nước trong này đó, tức là dòng nước mà không nhiễm bẩn,
tới tận gốc nó rồi. Thì lúc bây giờ để chúng ta mới nhận ra được con người thật của chúng ta. Mà con người thật này đó là con người không có tội lỗi, không có nhiễm ô. Rồi từ đây chúng ta tu lên đó, là chúng ta đắc đạo được. Thành ra ngộ đạo và đắc đạo là thế. Thì bây giờ đó, chúng ta ở trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi, cái sức nhiễm ô của chúng ta nặng quá rồi. Giống như là cái dòng nước ở đây nó trở thành ô nhiễm, nó trở thành không sử dụng được, độc hại rồi. Thì bây giờ con người chúng ta đây đó, nó ở trong tình trạng như vậy. Thì Đức Phật mới quan sát, mới thấy tất cả những cái người từ ở trên chân tánh, tức là Phật đó, thì hoàn toàn thanh tịnh. Phật thì hoàn toàn thanh tịnh đó. Nhưng mà đi vào ở trong sanh tử luân hồi đó, thì cứ mỗi một kiếp nó nhiễm thêm một chút, mỗi một kiếp nhiễm thêm một chút, nó xuống lần tới các cõi trời nó khác rồi, rồi nó xuống tới cõi người nó khác rồi, nó xuống tới cõi Atula nó khác rồi. Cho nên từ đó mà xuống lần tới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, ba đường ác. Ta nên quan sát, Đức Phật thấy nó như vậy đó. Ta nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, cũng là người hết, nhưng mà dưới cái mắt của Đức Phật nhìn, của người đắc đạo, của người ngộ đạo, thì thấy khác hết, không ai giống ai. Cho nên khi mà khởi tu đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả các hàng Bồ Tát họ cũng tu cái pháp đó, các hàng Thanh Văn họ cũng tu pháp đó, rồi chư thiên cũng tu pháp đó. Nhưng mà khi ngộ khác nhau và chứng khác nhau. Vì vậy đó mà chúng ta thấy, bảo là Đức Phật Ngài chỉ tu có 6 năm thôi Ngài thành Phật. Đức Phật tu có 6 năm thành Phật. Còn tất cả mọi chúng sanh khác đó, thì đương nhiên chúng ta tu cả đời cũng thành Phật. Ta nhận ra, chúng ta biết vậy. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nhìn thấy từng người khác nhau, nghiệp khác nhau. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói ra tất cả các pháp môn khác nhau để cho mọi người để thực tập mà tu hành. Nên Thầy nói, ví như là một cái dòng nước từ ở trên nguồn nó là trong, nhưng mà nó chảy xuống tới dưới này đó thì nó nhiễm bẩn rồi. Vì vậy đó mà lúc bây giờ chúng ta muốn sử dụng được đó, thì sao? Chúng ta phải lọc, phải không? Cho nên chúng ta phải dùng máy để mà chúng ta khử nó. Cho nên cái bữa trước Thầy đi lên mở một cái trường Đại học Phật giáo ở trên Lê Minh Xuân. Cho nên ở đó cái dòng nước này đó, nó bị nhiễm bẩn quá nên không sử dụng được. Mà bây giờ nó muốn đem lên đó 300-400 tăng ni ở đó tu thì lấy nước đâu mà dùng. Bây giờ đó mới gặp một anh kỹ sư, anh mới nói với Thầy, anh nói con có cách. Thầy hỏi cách gì? Tức là lọc đi. Thầy nói nước này nó lọc đi thì mình có thể sử dụng được. Thì Thầy mới nghĩ ra thêm một cái là con người mình nó nhơ bẩn, cái tâm mình nhơ bẩn thì mình cũng phải lọc đi. Thầy nói mình lọc đi thì mình cũng tốt, mình cũng thành Phật, thành Thánh chứ. Cho nên Thầy mới thấy cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta là cái pháp lọc. Gạn lọc, bỏ phiền não, bỏ trần lao và bỏ nghiệp chướng ra. Ba cái thứ này là ba thứ nguy hiểm. Mà trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta sai lầm đó, là chúng ta cứ đem cái này vô làm thân, làm mạng của mình, coi nó đó là cái lẽ sống của mình. Cho nên đó, mỗi ngày chúng ta bị nhiễm bẩn thêm lên. Nên tu không được giải thoát mà nghiệp chướng lại tăng lên là chỗ này. Vì vậy đó, mà tùy theo cái mức nhiễm bẩn của chúng ta đó, mà ta dùng máy để chúng ta lọc đó, nó khác nhau. Thành anh mới nói với Thầy đó, cái nước ở chỗ Lê Minh Xuân, chỗ học viện mình đó, cái nước này đó vừa nhiễm phèn mà vừa nhiễm mặn nữa Thầy. Thành anh lọc rất khó. Thành anh làm sao mà lọc để lấy phèn ra, rồi lọc để lấy mặn ra, rồi còn thêm tới cái cùng nữa là gì? Anh bảo là đưa cái tia cực tím vô để diệt các cái vi khuẩn hết đó, thì bây giờ ăn uống mới bảo đảm.
Đây quý vị thấy. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta đây cũng vậy. Thành ra tất cả những cái cặn bã này đó, chúng ta khử đi hết. Nước thì phải khử phèn rồi đó, khử mặn rồi phải, phải khử khuẩn nữa. Mỗi một thứ có cái khác nhau. Thành ra ba cái này đó khử khác nhau. Thì khi mà anh nói với thầy cái này rồi đó, thì thầy nhớ tới một cái chỗ mà Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Hoa, nó gọi là Tam Thừa Giáo. Tức là Tam Thừa Pháp của Đức Phật. Cho nên cái thứ nhất mà thông thường mình dễ thấy, dễ khử nhất, nó dễ nhất là gì? Tức là khử phèn. Cho nên khử phèn thì ở đây đó, ở trong Pháp của Đức Phật, Đức Phật dạy chúng ta, tức là khử được cái mà chúng ta thấy nhất nè. Ở trong cuộc sống chúng ta, cái này chúng ta khử bớt. Cái này là cái pháp của Thinh Văn Thừa. Thì cái này Đức Phật đem ra 37 cái trợ đạo phẩm này đó, là cái chất để mà khử mấy cái này bỏ. Tại vì cái này anh mới tính với thầy là dùng cát, dùng sỏi, dùng than, dùng cái gì đó để khử, phải không? Thì thầy mới nghĩ đó, bây giờ cái người, cái chất này độc nặng quá cho nên nó phải khử nó. Thì khử nó thì bây giờ trong pháp của Đức Phật cứ dùng 37 trợ đạo phẩm để khử. Đây là cái bước ban đầu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà nếu hay cái nhiễm ô chúng ta quá nặng rồi đó, thì chúng ta phải sử dụng 37 trợ đạo phẩm này để khử thôi. Phải khử nó đó. Thì lúc bây giờ đó, nước này nó qua một cái màng lọc như vậy đó, thì có thể sử dụng được. Cho nên trên bước đường tu đó, nếu mà tu đúng đó, mà biết khử nó như vậy đó, thì con người ta nó thanh lọc được. Thì nó thanh lọc được đó, Đức Phật nó là nó chứng từ cái tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, nên tới cái cuối cùng là a la hán. Tên a la hán thầy nói là khử toàn bộ cái phèn này đó. Ta nên dùng tất cả các cái chất này để khử nó đấy, khử tâm ta. Thì cái đầu tiên là chúng ta khử cái gì trước? Tại vì con người thực của chúng ta đây, phải không? Đức Phật nói là con người thì thường thường là kẹt nặng vô trong cái tham, sân và si, ba cái này nặng nhất. Do cái lòng tham con người. Mà lòng tham này đó là tham ngũ dục. Tức là tham ăn, rồi tham ngủ, rồi tham tiền, rồi tham danh, rồi tham sắc này, phải không? Cho nên các Phật tử nghiệm xem coi mình có những cái tham này không? Cho nên nếu mình có năm cái tham ngũ dục này đó, thì mình phải dùng cái pháp của Đức Phật mà khử cái này bỏ đi. Lấy cái này ra. Nên trên bước đường tu chúng ta thấy cái thực chất là như vậy. Cho nên cái người tụng kinh mà hiểu kinh và áp dụng kinh trong cuộc sống thì họ có cái tiến bộ này. Tức là họ có một cái biết khử ra. Nên thầy nói, khi mà còn nhỏ mới tu, thì Hòa Thượng Thiện Hòa đó mới dạy thầy cái này trước chứ. Tức là dạy của mình là khử được cái chất tham đi. Thì tham cái gì? Coi tham cái gì mình khử cái đó bỏ, phải không? Để cho tới cuối cùng mình đạt được cái chỗ vô tham cái đó. Mà cái người không tham á, thì cái người đó dễ sống rồi đó. Thành trên bước đường tu các vị nghiệm xem. Cái người mà không còn tham muốn á, thì cái trường hợp đó dễ sống, sống ở đâu được đó. Còn có người mà kẹt vô cái tham này đó, mà tham ăn, rồi tham ngủ, rồi tham tiền, rồi tham danh, rồi tham sắc nữa đó, thì đủ hết cả năm thứ này coi như là không dùng được. Cho nên người mà tham á, nặng á, thì lúc bây giờ đó gần như là bị xã hội loại chúng ta ra ngoài rồi. Tức là lúc bây giờ chúng ta chuẩn bị để đi vào địa ngục. Thầy nghe mấy thầy ở bên Ấn Quang báo cáo cho biết đó là cái bữa 14 á, bữa 14, bữa rằm gì đó bên Ấn Quang mình. Thành ra cũng có một cái anh ăn trộm đi vô. Anh ăn trộm đi vô chùa. Rồi anh trèo ở trên để anh lấy cái gì đó. Thành ra anh giói tay, anh bị ngã xuống,
đập đầu vào trong cái ghế chết đi. Bên Đăng Quang mình có người chết đó, ăn trộm. Thế nên bây giờ người ta mới truy ra đó, cái anh này là anh mà chuyên ăn trộm, tiền án tiền sự anh nhiều rồi. Tức là tiền án là có tới 5 lần bị bắt và cải tạo thả ra đó, vô chùa. Cho nên cái người này đó là vì tham của, tham tiền nhiều quá đó. Cho nên là cứ nhìn thấy là muốn đi ăn trộm ăn cắp rồi. Đây là sự thật. Cho nên nghiệp này đó, nó tăng lên nặng lên. Mà bây giờ đó, những người ăn trộm ăn cắp thì sao? Cứ lợi dụng cái chỗ đông người, phải không? Lợi dụng cái chỗ đông người đó, người ta không để ý thì vô đó để ăn cắp ăn trộm. Cho nên ở chùa mình đây đó, tương đối là đỡ mất cắp đó, là vì đa số chúng ta tuân thủ theo cái quy định của chùa, tức là không mang theo những cái đồ quý báu, những đồ quý giá chúng ta không có, tiền bạc chúng ta cũng không mang theo, giày dép mới chúng ta cũng không mang theo. Nên bữa trước thầy nói là có một cái anh mà chuyên môn đi lấy giày dép, anh mới bực bội, anh gây gỗ, hai anh cãi nhau rồi. Cái chùa này thấy lớn như thế này, đẹp như thế này, đông như thế này, mà không có một đôi dép nào đáng để lấy hết. Mấy vị nghĩ sao? Tức chết thì phải không? Tức là nghĩ chùa đẹp như thế này, người tới đông như thế này, đi vòng 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 mà coi không có đôi dép nào tốt để lấy hết. Nay làm ăn không được rồi. Đây là trên bước đường tu đó. Chúng ta nghiệm, chúng ta thấy. Ta nghiệm, ta xem coi, ta tham tiền, ta tham ăn, hay là ta tham ngủ, hay là ta tham tham gì? Tham danh, tham sắc. Hãy tham cái nào đó là biết nghiệp của mình. Cho nên mình sẽ bị nghiệp dẫn thôi. Mình bị nghiệp dẫn, nó sẽ dụ mình vô chỗ này, mình chết chỗ này. Cho nên trên cái bước đường tu đó là Đức Phật dạy chúng ta khử cái này trước. Đem chúng ta khử cái này trước, ta lọc cái này ra liền đi. Thì cái này các vị lấy cái gì mà lọc đây? Cái nước này phèn bẩn nhiều quá, phải không? Thì cái trường hợp này đầu tiên là người ta khử, người ta lấy. Thì nghe nói là nó lấy cát, nó lấy xưa dừa, nó lấy than gì để nó khử lớp này ra trước. Thành ra thầy hồi đi tu và Thượng Thiên Hòa dạy thầy á, tức là khử bỏ lòng tham mình trước. Hỏi mình thấy mình tham cái gì, khởi lên cái nào thì cắt cái này bỏ. Đây là tu. Cho nên bây giờ đó, thầy hồi nhỏ thì tham ăn lắm. Bây giờ thì không muốn ăn nữa, nhưng mà hồi nhỏ thì tham ăn lắm. Nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên tham ăn. Cho nên lần đầu tiên mà lên trên quả đường, thì lúc bây giờ có một cái miếng tàu hũ mà người ta cắt làm 4 phần để cho 4 người ăn, phải không? Thầy dòm qua dòm lại, thầy thấy bữa nay có một thầy vắng bệnh rồi. Mới vừa đưa bát lên cúng xong rồi để xuống, tay đũa gấp bớt 2 miếng bỏ bát mình trước cho chắc ăn, phải không? Đây. Thế nên hai ông thầy ngồi chung mâm với thầy, ông nhòm nhìn thầy, phải không? Mình cũng tự suy nghĩ cái này mình không giống ai hết. Đây là nghiệp của mình, cái nghiệp tham ăn. Rồi lúc bây giờ mình tự bào chữa nữa, thì cái phần của hai ông này còn đây, mình có ăn không đâu. Mình ăn của cái người vắng mặt mà, ăn dùm cho cái người vắng mặt đi, phải không? Bào chữa như vậy nghe được không? Nghe thì cũng có lý, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì dở, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên bữa sau nó lên ăn thì lúc bây giờ nữa, nó có 4 cái quả chuối. Thầy nghĩ hôm qua mình phạm lỗi rồi, hôm nay mình sám hối, hôm nay mình tu lại, tu thiệt. Thầy nói với hai thầy kia, thầy nói thôi mấy huynh ăn đi, tôi bữa nay đau bụng không dám ăn. Để cho mỗi một thầy ăn được 2 quả nhé, bù thầy. Cho nên cứ hãy cái nghiệp mình khởi lên ở đâu thì mình đoạn ở đó, khởi ở đâu mình đoạn ở đó. Từ đó thầy mới tập cái hạnh này, hãy khi nào muốn ăn là không ăn. Muốn ăn là không ăn nữa, để cho nó sợ đi. Cái nghiệp mình nó biết sợ rồi đó. Nếu hãy mà khởi lên muốn ăn là mình sẽ cấm nó không cho ăn.
Cho nên lần lần cái này mất, cái này biến mất ở trong lòng mình, lại Phật rồi sám hối, cái nghiệp tham ăn này biến mất trong lòng mình. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái gốc của nó khởi tu ban đầu đó là quý vị nên tập cái này. Cái tham lớn quá, cái tham lớn quá là đi ăn cắp, đi ăn trộm này kia, tới cuối cùng thì chắc chắn là sẽ chết chóc tù đài, không thể tránh khỏi được. Nhưng mà còn những cái khác, những cái nhỏ hơn, mình tham vẫn hợp lý chứ không hay không. Nhưng mà cái này cũng cắt luôn đi. Mà cắt bỏ cái này nữa thì mình trở thành người tốt. Người tốt đây á, trong Phật giáo ta gọi là người hiền. Cái người hiền, cái người mà không tham, cái gì không phải của mình thì mình không lấy. Không phải của mình là mình không sử dụng. Đức Phật nói là cho đến cọng cỏ, cây kim, phải không? Tức là một cái vật nhỏ nhất đi nữa mà không phải của mình không lấy. Tại nên này là cắt sạch đi cái tâm tham. Tại nên mới ban đầu vô tu, Đức Phật bảo cái này trước, cắt sạch bỏ đi. Đừng giữ cái lòng tham mình nữa. Cái gì không phải của mình thì cái này mình không sử dụng. Đây là trên bước đường tu. Còn không phải của mình mà mình vẫn muốn lấy á, thì cái trường hợp này đó, mình nghiệp tham mình còn. Mà nghiệp tham mình còn á, cho nên á, quả báo xấu nhất định phải có thôi. Cho nên á, cái nghiệp tham đời trước mình còn, bây giờ quả báo xấu nó tới đó, thì thường thường đó, mình hay bị mất của. Thành ra mình bị mất của. Khi mình lấy của người ta đó, thì mình không nhớ. Nhưng mà khi mình mất á, là mình khổ đau nữa. Cho nên á, từ cái chỗ này mà tất cả các Phật tử tu hành đó, Thầy thấy những người tốt đó, những người tốt đó, khi mà họ gặp cái của rơi họ cũng lấy nữa. Cái của rơi ngoài đường đó, họ cũng lượm nữa. Tại sao vậy? Là cái người này đó, họ nghĩ nè, bây giờ mình được đó, thì mình mừng. Nhưng mà cái người mất này đó, họ khổ phải không? Thế nên họ mất cái này họ khổ lắm. Cho nên người Nhật họ nổi tiếng được cái chỗ này. Người Nhật không tham là vì người Nhật đi theo Phật giáo. Cho nên giữ cái này, đoạn cái tâm tham của họ. Do đó mà của không phải của mình là họ không lấy nữa. Mà khởi lên cái ý niệm là cái trường hợp mình lấy thì cái trường hợp cái người làm mất thì họ khổ vô cùng. Cho nên tất cả những cái chỗ bến xe, nhà ga gì tới đó Thầy thấy họ đều có một cái phòng để của bỏ quên. Tại nên ai mà bỏ quên cái gì đó thì cái trường hợp này ai ta lượm được ta đem ta để trong đó đó. Rồi cái người đó có thể trở lại đây mà kiếm đúng cái của mình thì mình lấy về. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta nghiệm cắt được cái lòng tham của chúng ta rồi nữa, thì chính trong cuộc sống chúng ta nó yên ổn mà nó làm cho tất cả những người khác. Cái người Việt của mình mà vào khoáng đó, Thầy nói chừng 40-50 năm về trước, ngày trước chiến tranh lúc Thầy còn nhỏ, ở nhà quê tuy họ nghèo thiệt nhưng mà gần như họ không biết tham. Họ không biết tham, tức là nhà họ không cần đóng cửa nhưng mà cũng không ai ăn cắp, không trộm, không ai lấy. Đây là cái trường hợp. Thầy nói cái tâm con người ta đó, nó còn ở cận ở trên, phải không? Nó chưa nhiễm bẩn nhiều. Bây giờ nó xuống xa dưới này rồi đó, thì lần lần nó bị nhiễm nhiều hơn. Cho nên ăn trộm, ăn cắp, giết người này kia, tất cả như này chúng ta thấy nặng hơn. Đó là ở trên bước đường tu. Mà bây giờ đó, cái thực chất mình tu đó, mình gạn lọc được cái này. Tại nên cái tham ăn mình cắt nó được rồi đó, mới ban đầu thì quý vị thấy nó hơi khó chút. Nhưng mà tới chừng quen rồi đó, cái tánh mình nó quen rồi đó, thì lúc bây giờ mình thấy nó rất là bình thường. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, nếu mà cái nghiệp chúng ta cắt được rồi đó, thì cái ham ăn này chúng ta không còn nữa đó, thì bất cứ một cái gì rớt trên cái lưỡi chúng ta cũng liền biến thành vị cam lồ hết. Tức là ăn cái gì chúng ta thấy ngon hết. Nếu chúng ta không còn tham ăn nữa thì ta ăn cái gì cũng được hết. Còn nếu mà cái lòng tham ăn chúng ta còn đó,
mà để cho nó tăng trưởng đó, thì bữa nay ta ăn cái món này, ngày mai chúng ta phải ăn món khác, ngày mốt chúng ta phải ăn món khác nữa, phải không? Cái lòng tham này cứ tăng trưởng lên đó, cái nghiệp chúng ta cứ tăng lên đó, thì cái này không bao giờ thỏa mãn được. Nhưng mà ngược trở lại đó, Đức Phật từ cái khi mà ở trong hoàng cung sung sướng như vậy, rồi ra ngoài đi tu làm vị sa môn đó, cho nên ngày ôm mình đi khất thực, có bữa có ăn, có bữa không có ăn, phải không? Nhưng mà Đức Phật vẫn thấy, thấy bình thường, vẫn thấy thanh thản, cho nên ngài mới nói với chúng ta đó, nói với chúng ta đó, cái khổ con người là từ cái chỗ lòng tham này, chứ không phải là không có của. Không có cái món ăn, nhưng mà lòng tham ăn chúng ta không có, thì chúng ta vẫn không thấy khổ. Còn nếu mà không có món ăn á, mà ta muốn ăn á, thì cái này khổ. Đức Phật gọi là ngạ quỷ, nhưng mà quỷ không có của. Rồi cái nghiệp chúng ta nó tăng trưởng lên được rồi đó, thì lúc sau, lúc bây giờ đó chúng ta có của, nhưng mà ta bệnh ta không ăn được nữa. Cho nên cái này Đức Phật nói là quỷ có của. Tức là họ có của rồi họ khổ sở vì cái của họ. Rồi thậm chí khi họ chết họ đi không được nữa.